Giới thiệu các bạn camera 360 Owin phiên bản 2D new được lắp đặt trên xe Elantra. Đây là góc lái của Merc. Chúng ta để ý là hai dâu bên trái phải có thể mở đi theo cái hướng di chuyển của vô lăng. Đây cũng là một trong những cái tính năng đặc trưng mà chỉ có ở trên dòng Merc. Chúng ta đang quan sát hình ảnh của camera lùi. Đây là camera trước. Tích hợp xi nhan. Xi nhan trái phải. Hoặc là tiên. Đây các bạn để ý cái góc nhìn phía trước rất là rộng, giúp chúng ta quan sát tốt mỗi khi đi vào hẹp hoặc là có những cái chướng ngại vật xung quanh xe. Phiên bản Owin thì vẫn được tích hợp bộ nhớ trong. Đây là danh sách video. Trên phiên bản 2D new này sẽ có một cái tính năng gọi là liếc theo góc lái. Chúng ta có thể cài đặt. Sau khi cài đặt sẽ lưu lại. Đây là hệ thống liếc theo góc lái để camera quan sát tốt hơn. Ví dụ chúng ta đánh vô lăng sang phải thì góc nhìn bên phải sẽ tự động được điều chỉnh rộng nhất, hoặc là sang trái cũng tương tự. Camera lùi. Đây là vị trí vô lăng đang thẳng. Khi chúng ta đánh vô lăng sang trái hoặc phải thì góc nhìn sẽ liếc, camera sẽ ưu tiên nhìn về một cái hướng của vô lăng để có góc nhìn tốt nhất và rộng nhất. Đây là liếc. Đấy, chúng ta có thể để chế độ này hoặc là tắt chế độ này. Khi chúng ta tắt chế độ này thì camera chỉ hiển thị được cái góc nhìn như trong hình ảnh. Đây là chế độ mặc định. Đấy, nếu mà chúng ta để liếc này thì góc nhìn sẽ rộng hơn về hai bên. Đây còn là tính năng xem toàn cảnh khi lùi hoặc là toàn cảnh camera trước, hoặc nữa là toàn cảnh bên khung sườn bên trái và bên phải, xem toàn màn hình. Nếu chúng ta không thích, chúng ta có thể tắt chế độ này đi. Lề.
lề vào anh Grab này nhé. Bạn thấy chân của anh Grab rất là sát với bánh xe. Rất sát sàn sạt. Đây chúng ta cảm thấy, các bạn thấy là cái bánh xe của chúng ta sát sàn sạt với cái chân của anh Grab, nhưng vẫn an toàn, không lo phải va chạm, có thể tiến.